Xin chào các em học sinh trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Rất vui được đồng hành cùng các em trong chương trình sinh học chính. Ở các lớp dưới, các em đã được tìm hiểu về thế giới thực vật thông qua chương trình sinh 6. Đến với sinh 7, các em đã được tìm hiểu về thế giới của động vật. Còn sinh học 8, các em đã biết đến các cái cơ quan, các cái bộ phận ở trong cơ thể người và các cái quá trình sinh lý, sinh hóa diễn ra ở trong cơ thể. Thì nhìn chung á, các kiến thức này rất là gần gũi và quen thuộc nên là chúng ta rất là dễ dàng nắm bắt được. Tuy nhiên, trong chương trình sinh học chính chúng ta sắp tìm hiểu á, thì nó sẽ mang tính chất hàn lâm, tưởng tượng, do đó là các em rất là khó để cho cái việc học tập. Các em cần phải tập trung chú ý từ những cái bài học đầu tiên này. Về phần nội dung, sinh học chính bao gồm có hai phần chính, đó là phần di truyền và biến dị và phần sinh vật và môi trường. Trong phần 1 này, nó sẽ chiếm khoảng 60% nội dung của chương trình và bao gồm 6 chương. Phần 2, sinh vật và môi trường, bao gồm 40% nội dung của chương trình và bao gồm có 4 chương. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 1, các thí nghiệm của Mendel. Bài đầu tiên, Mendel và di truyền học. Ở bài này chúng ta cùng tìm hiểu các nội dung chính. Phần thứ nhất, di truyền học. Phần thứ hai, Mendel, người đặt nền móng cho di truyền học. Và phần thứ ba, một số thuật ngữ ký hiệu cơ bản của di truyền học. Các em hãy làm một cái bài tập nhỏ sau đây. Hãy liên hệ với bản thân và xác định xem mình giống và khác với bố mẹ ở những đặc điểm nào. Cô sẽ cho các em một số đặc điểm, đó là đặc điểm về mắt, về mũi, về tóc, về màu mắt, màu da và về chiều cao. Trong cái bản này thì cô sẽ tự liên hệ bản thân của cô, xem thử là cô đã có những cái đặc điểm nào giống và khác so với bố mẹ của mình. Thì về cái đặc điểm mắt, bố của cô là mắt một mí, mẹ cũng là mắt một mí, nhưng mà cô lại có mắt hai mí. Do đó cô có cái đặc điểm khác bố và khác mẹ. Về mũi, về chiều cao của mũi, bố và mẹ của cô đều có mũi cao. Sinh ra cô cũng có mũi cao luôn, nên đặc điểm mũi cô sẽ giống bố và giống mẹ. Về màu sắc của tóc, nếu mà nói về màu sắc của tóc thì chúng ta sẽ nói đến cái tóc nguyên thủy, cái tóc chưa sơ khai, cái tóc mà chưa nhộm, được chưa nào? Thì bố mẹ cô đều có tóc đen nhưng mà cô lại có một cái màu tóc là vàng hoe, nên là cái đặc điểm này cô sẽ khác bố và mẹ. Về màu mắt, cả bố, mẹ và cô đều có màu mắt nâu đặc trưng của châu Á. Nên đặc điểm này thì chúng ta không thể nào khác được rồi. Về màu da, bố cô có một cái làn da màu đen, màu bánh mật. Mẹ cô có làn da màu trắng và cô có làn da màu đen giống bố luôn. Nên là cô sẽ khác mẹ, được chưa? Về chiều cao thì bố cô có một cái chiều cao vượt trội. Mẹ thì có chiều cao khiêm tốn hơn, nhưng mà may quá cô được thừa hưởng lại của bố nên là cô sẽ giống bố và khác mẹ. Cô vừa điểm qua các cái đặc điểm mà giống và khác so với bố mẹ của mình. Vậy thì nếu cô nói rằng những cái đặc điểm mà cô giống bố và mẹ của cô là những cái đặc điểm di truyền cô được thừa hưởng từ bố mẹ, còn những cái đặc điểm mà khác thì đó được gọi là những cái đặc điểm về biến dị. Vậy thì các em sẽ nêu được cho cô cái khái niệm về di truyền và biến dị. Được chưa nào? Di truyền là gì? Di truyền là một cái hiện tượng mà truyền đạt các cái tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu. Còn biến dị là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết. Vậy thì di truyền và biến dị nó có mối quan hệ nào với nhau hay không? Thì chắc chắn sẽ là có rồi. Một đứa trẻ sinh ra nếu mà nó không giống bố mẹ của nó thì chắc chắn nó sẽ là khác bố và mẹ. Thì chưa nào? Di truyền và biến dị là hai hiện tượng nó sẽ diễn ra song song với nhau và nó sẽ gắn liền với quá trình sinh sản.
Rồi, các em sẽ viết một số cái khái niệm vào trong tập của mình. Di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ tổ tiên cho các thế hệ con cháu. Ví dụ, mũi của cô và mũi của bố mẹ cô đều là mũi cao, nên là cô đã được thừa hưởng những cái tính trạng này từ bố mẹ. Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau vì nhiều chi tiết. Ví dụ như là màu tóc, bố và mẹ cô có mái tóc màu đen nhưng mà tóc của cô lại màu vàng. Về mối quan hệ, di truyền và biến dị là hai hiện tượng song song gắn liền với quá trình sinh sản. Vậy thì đối tượng của di truyền học là gì? Đối tượng của di truyền học là nó sẽ nghiên cứu về cơ sở vật chất, ví dụ như là ở cấp độ phân tử nó chính là nghiên cứu về ADN, hay cấp độ tế bào nó chính là nghiên cứu về nhiễm sắc thể. Ngoài ra, di truyền học còn nghiên cứu về các cái cơ chế và các cái quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị. Đây cũng chính là những cái vấn đề cốt lõi mà ở sinh học đó chính chúng ta sẽ được tìm hiểu. Nhắc đến di truyền thì chúng ta không thể nào mà không nhắc đến được cái vai trò của chúng. Thì nó có vai trò rất là quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Trong cái lĩnh vực khoa học trồng giống á, thì di truyền học sẽ giúp người ta nghiên cứu được các cái giống vật nuôi, cây trồng mang lại một cái nền kinh tế. Ngoài ra, di truyền học có một cái vai trò rất là quan trọng trong y học. Nó sẽ mở ra tương lai để tạo ra các cái cơ quan hay là các cái bộ phận để thay thế cho những người bị tai nạn hay là những người bị mắc cái bệnh bẩm sinh. Ngoài ra, di truyền học còn có vai trò trong công nghệ sinh học, thì nó sẽ nhân nhanh các cái giống vật nuôi và các cái giống cây trồng. Thì di truyền học mới xuất hiện vào thế kỷ 20 đây, nhưng mà nó lại để lại một cái vai trò rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Các em ghi bài phần này vào. Di truyền học nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị. Di truyền học có vai trò quan trọng không chỉ về lý thuyết mà còn có giá trị về thực tiễn cho khoa học trồng giống và y học, đặc biệt là trong công nghệ sinh học hiện đại. Vậy các em có thắc mắc là ai là cái người nghiên cứu ra cái ngành di truyền học này hay không? Để giải quyết các cái thắc mắc trên, chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua phần 2 La Mã. Mendel, người đặt nền móng cho di truyền học. Đây là hình ảnh của Mendel. Ông là cha đẻ của ngành di truyền học. Cô sẽ giới thiệu khái quát về Mendel. Thì Mendel sinh năm 1884. Ông là một nhà khoa học, một linh mục công giáo người Áo. Ông xuất thân từ một cái gia đình nông dân và từ nhỏ ông đã quen với các cái công việc nuôi ong hay là làm vườn. Sau khi tốt nghiệp trung học á, do điều kiện gia đình khó khăn thì ông theo học tại tu viện thánh, và ông ở đó để nghiên cứu về toán học. Sau khi tốt nghiệp thì ông quay về tu viện để dạy, và tại đây ông đã tiến hành các cái thí nghiệm của mình trên đậu Hà Lan và phát hiện được các cái quy luật di truyền. Tuy nhiên á, do điều kiện khoa học thời đó chưa có phát triển nên là người ta chưa hiểu được cái tầm quan trọng của phát hiện của Mendel. Chúng chìm vào dĩ vãng. Mãi đến năm 1900 đã xảy ra một cái sự kiện rất là quan trọng. Đó là ba nhà khoa học ở ba quốc gia khác nhau làm việc độc lập với nhau, và họ đã tình cờ đọc được các cái báo cáo của Mendel. Họ tiến hành lặp lại các cái thí nghiệm trên thực vật và đều nhận thấy tính đúng đắn của định luật Mendel. Như vậy, di truyền học đã chào đời vào năm 1900. Vậy thì đối tượng nghiên cứu của Mendel là gì? Tại sao ông ta lại chọn đối tượng đó? Cô mới vừa nhắc đến đối tượng của Mendel, đó chính là cây đậu Hà Lan. Ông ta sử dụng đậu Hà Lan vì nó có một số ưu điểm sau đây, thuận lợi cho cái sự nghiên cứu của ông. Cái thứ nhất đó là đậu Hà Lan sẽ tự thụ phấn nghiêm ngặt và có hoa lưỡng tính. Các bạn còn nhớ thế nào là hoa lưỡng tính không?
Hoa lưỡng tính là trên một hoa vừa có hai cơ quan sinh sản, đó là cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái. Cơ quan sinh dục đực là nhị và cơ quan sinh dục cái là nhụy. Được chưa? Thế nào là tự thụ phấn? Tự thụ phấn đó chính là hạt phấn của nhị hoa này rơi chính vào đầu nhị của hoa đó. Ưu điểm thứ hai đó là thời gian sinh trưởng và phát triển ngắn. Khi mà thời gian sinh trưởng và phát triển ngắn thì sẽ giúp ông tiết kiệm được chi phí, tiết kiệm được thời gian, tiền bạc và dễ theo dõi. Các cái tính trạng biểu hiện tương phản với nhau giúp cho việc quan sát và cái việc phân tích của ông. Số lượng đời con lớn nó sẽ biểu hiện ra được cái kiểu hình và ông sẽ quan sát được cái kiểu hình mà ông thu được. Thì mặc dù trước Mendel có nhiều tác giả nghiên cứu cái đạo Hà Lan này chứ không phải ông là người đầu tiên. Tuy nhiên là họ đã không tìm ra được cái quy luật nào cả. Vì sao? Vì họ nghiên cứu trên tất cả các cái tính trạng của cây đậu Hà Lan. Còn đối với Mendel, đó là ông tách các cái cặp tính trạng ra để nghiên cứu. Và đây chính là một cái tính độc đáo của Mendel và giúp ông tìm ra được cái quy luật riêng của mình. Các cặp tính trạng trong thí nghiệm của Mendel, ông ta cho like từng cặp tính trạng riêng lẻ với nhau. Ví dụ hạt trơn thì ông ta sẽ đem like với lại hạt nhân. Hạt vàng thì sẽ đem like với hạt xanh. Quả trơn like với quả nhân. Quả xanh like với quả vàng. Vậy thì các cặp tính trạng mà Mendel đem like có đặc điểm điểm gì? Các em quan sát về cái chiều cao của cây đi. Ông ta đem like cây cao và cây lùn. Hoặc là hạt trơn và hạt nhân thì các em thấy là các cái cặp tính trạng này nó tương phản với nhau. Trơn với xanh, vàng với nhân. Vậy thì phương pháp phân tích các thế hệ like của Mendel có nội dung như thế nào? Ông ta đem like các cái cặp tính trạng bố mẹ khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng thuần chủng tương phản thôi. Rồi sau đó ông ta sẽ theo dõi sự di truyền liên lẻ của từng cặp tính trạng đó trên con cháu của từng bố mẹ. Cô lấy ví dụ nè. Về màu hoa, ông ta sẽ cho hoa màu tím like với hoa màu trắng thì thu được ở thế hệ con đó là F1, thu được 100% hoa màu tím. Và sau đó ông ta sẽ theo dõi cái sự di truyền của F1 này. Ông ta cho F1 này đem like với F1 và ông ta sẽ thu được F2 và cứ ra một cái số liệu như vậy và ông ta cứ theo dõi. Sau đó, Mendel dùng toán thống kê để phân tích các cái số liệu thu được. Một số thuật ngữ và ký hiệu cơ bản của di truyền. Một số thuật ngữ. Về tính trạng. Hồi nãy tới giờ cô cứ nói tính trạng nhưng mà cô biết là các bạn không biết tính trạng là gì, đúng không nào? Tính trạng là những cái đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lý của cơ thể. Ví dụ, tính trạng về hình dạng hạt hay là tính trạng về màu sắc hạt, màu sắc hoa, hình dạng vỏ, màu sắc vỏ hay là vị trí của hoa, được chưa? Đối với người thì chẳng hạn như là tính trạng về màu tóc, tính trạng về chiều cao, tính trạng về màu da. Nhân tố di truyền. Tại vì cái thời của Mendel chưa có phát triển về khoa học nên là ông đặt tên là nhân tố di truyền nhưng mà sau này chúng ta gọi nó chính là gen. Nhân tố di truyền sẽ quy định các cái tính trạng của sinh vật. Cặp tính trạng tương phản là hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng một loại tính trạng. Ví dụ, cặp tính trạng tương phản là trơn với nhăn. Hoặc là vàng với xanh, hoặc là thân cao và thân thấp. Thuật ngữ tiếp theo đó là giống hay là dòng thuần chủng, là giống có đặc tính di truyền đồng nhất, các thế hệ sau giống các thế hệ trước. Phần này các em ghi vào tập nhé. Một số ký hiệu cơ bản. B có nghĩa là cặp bố mẹ xuất phát, còn dấu nhân này được thể hiện cho phép like.
G là giao tử, F là thế hệ con lai. Cái hình tròn mũi tên lên là giao tử đực, hình tròn có cái tay cầm phía dưới giống như là cái gương của người phụ nữ á, nên được thể hiện cho là giao tử cái. Phần củng cố kiến thức, các em hãy cùng cô làm một cái bài tập nhỏ như sau. Người ta làm thí nghiệm sau: cho cây cà chua có quả tròn lai với cây cà chua có quả dài, thu được đời con toàn cây có quả tròn. Cho các cây cà chua quả tròn ở đời con này giao phấn với nhau thì thu được thế hệ sau có 75% cây có quả tròn và 25% các cây có quả dài. Câu A, thí nghiệm trên nghiên cứu sự di truyền của loại tính trạng nào ở cà chua? Câu B, chỉ ra cặp tính trạng tương phản của các cây cà chua trong thí nghiệm trên. Và câu C, sử dụng thuật ngữ và ký hiệu đã học, hãy viết sơ đồ tóm tắt thí nghiệm trên. Ở câu A, loại tính trạng nó chính là tính trạng về hình dạng của quả. Câu B, cặp tính trạng tương phản đó là quả tròn và quả dài. Câu C, chúng ta sẽ sử dụng thuật ngữ và ký hiệu. Đây, P là cặp bố mẹ xuất phát. Cặp bố mẹ xuất phát ở đây là quả tròn và cái dấu x là đem lai. Quả tròn đem lai với quả dài. Ở F1, thu được 100% quả dập tròn. Ông ta cho F1 lai với F1 là quả tròn. Dấu x xong rồi quả tròn. F2 thu được 75% quả tròn và 25% quả dài. Hướng dẫn về nhà. Về nhà thì các em hãy học bài và trả lời các cái câu hỏi vào trong vở. Đọc trước và xem trước bài 2, like một cặp tính trạng, hoàn thành bảng 2 trang 8 vào trong tập. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.